Tớ đỗ vào đại học hàng hải rồi. Người anh cả Đức Xu phải từ bỏ ước mơ của mình, thay mặt cha gánh vác gia đình, làm việc ở Đức. Để kiếm sống, anh chấp nhận làm những công việc nguy hiểm nhất và hy sinh hạnh phúc của riêng mình cho những người thân yêu. Mẹ có biết người ta nói gì về anh ấy không? Anh ấy không được học hành vì gia đình nghèo khó. Mẹ ơi, con về rồi. Cùng đón xem câu chuyện đầy cảm động, ngợi ca tấm gương của người anh cả trong bộ phim Chợ Cúc Chê, phát sóng trên kênh Red by HBO.